Hồi lúc sáng nay lúc 10 giờ ở Liên Hiệp Quốc có họp và đã có bầu. Họ đã 159 quốc gia. Hình như là 159 đã không chấp thuận cho Hoa Kỳ đồng ý Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Trong số đó chỉ có 6 nước là nhận chấp thuận. Mà trong 6 nước chấp thuận đó đó thì cũng lại rất là buồn cười. Ở Mỹ này là đương nhiên rồi, Do Thái này là đồng ý, là đương nhiên, là Canada là đương nhiên, còn 3 nước kia là cái nước muốn anh kiểu tốt chẳng ai biết trên bản đồ, ông Nguyễn Thị Quyên. Thì bây giờ cái mà thật sự rằng đó, chúng tôi thấy ngạc nhiên là cái chỗ này, cái quyền của nước Mỹ người ta muốn công nhận cái thế nào, người ta quyền của người ta lại tạo là Liên Hiệp Quốc anh nhảy vào. Cái anh Liên Hiệp Quốc này anh vớ vẩn nhiều cái lắm. Cái tổ chức anh ấy lên án ở Việt Nam là không có nhân quyền nữa này kia. Anh suốt ngày anh không có việc gì làm hết. Thành ra anh phải tìm ra một cái gì làm để cho nó có việc. Đòi thả Nguyễn Thị Như Ngọc. Cứ đi xâm phạm vào đất nước người ta không có cái quyền. Nước Mỹ họ muốn công nhận ai kệ mẹ họ nhé. Năm 1995, Quốc hội Mỹ đã có một cái đạo luật để gọi là đó, Jerusalem là tòa đại sứ Mỹ. Cái luật đàng hoàng đó. Tức là công nhận cái Jerusalem là cái thủ đô của Do Thái. Và cái tòa đại sứ Mỹ phải được từ năm 95 cho tới năm 99 xây cất xong là năm 99 phải dọn về đó, và từ năm 99 cho tới bây giờ họ có dọn về đó. Mười tám năm nay họ đâu có dọn về đâu, mà nước Mỹ cũng im luôn, lờ luôn. Lúc đó thì bị phản ứng dư luận chống đối. Mà lúc năm đó đó thì là cái khối mà Hồi giáo Trung Đông nó cũng khá mạnh. Thì bây giờ đó thì ông Trump ông nghĩ rằng cái khối Hồi giáo giờ đó nó bị tan tành hết rồi. Thật sự là anh Mỹ anh làm tan tành cái khối Hồi giáo đó, anh đánh Libya rồi anh đấy là rồi Iraq này rồi nó kia tan tành hết. Syria mà không có Nga nhảy vô và là cũng cũng là xích mích sang bang rồi. Bây giờ Nga rút lui, tuyên bố rằng Nga là đã ổn định được tình hình chính trị ở đó. Tuyên bố rằng Nga là đã ổn định được tình hình chính trị ở đó. Qua đó ngày hôm kia có một 5 người Nhật bị bắt ở Việt Nam. Mấy ông cộng đồng đấy mang lên nói rằng là Việt Cộng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa bị bắt tại Nhật 45 vụ ăn cắp. Là 5 người này. Thế bây giờ cũng cái lập luận đó tôi nói rằng với cái mà cái mới đây này, ngày hôm kia này ở quận Cam này. Tôi cũng lại lập luận tôi bảo rằng ấy, cái người mà cái vi phạm đó, đó là của cái chống cộng cực đoan không? Được không? Đừng có chơi trò vơ đũa cả nắm. Năm cái người này họ làm là tại vì cái bản thân của họ nó không phải là người đàng hoàng. Chứ đâu có phải là người của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa không đàng hoàng hoặc là Cộng sản không đàng hoàng đâu. Trong gia đình của các ông chống cộng cực đoan này, tôi đã từng nghe hai bố con cãi nhau rồi.
biểu tình bố suốt ngày chỉ cứ đi biểu tình, thua chạy té re qua đây mà cứ đi biểu tình đấy, con ấy nói ông bố vậy nhục không? Bây giờ cũng vậy, cứ bảo là năm cái người này là cộng hòa xã hội chủ nghĩa, làm mất mặt dân tộc Việt Nam. Đây thiếu gì người, đây bác sĩ. Quý vị hỏi ông Lê Tinh Thông đi. Đấy. Ông Lê Tinh Thông là người đứng ra đó về cái lại cái quỹ hy vọng đó, gom góp tiền để gửi về Formosa đó. Con ông có bác sĩ ấy, tại sao nó bị bắt? Có phải gian lận welfare không? Có phải bị xâm phạm tình dục không? Bệnh nhân ấy. Thì như vậy nó nói rằng là cả một cái phong trào giáo dân này đều ấy. Ông Lê Tinh Thông là người của phong trào giáo dân, cả cái khối công giáo này là bê bối à? Bởi vì con ông ấy là một giáo dân, đừng cái chơi cái trò mà vơ đũa cả nắm. Tội ai người đấy làm, trong gia đình mình cũng vậy. Năm anh em, có thằng mập, thằng lùn, có thằng cao, thằng ốm, tính tình nó khác nhau luôn. Tại sao bố mẹ thương một cái thằng này thôi mà không thương hai ba cái đứa kia? Tại vì thằng này nó tốt quá. Còn thằng kia là chuyên môn thằng mất dạy, cái con kia là chuyên môn con lỗi hỗn láo. Nó phải có chứ. Hà huống chi đất nước, một cái gia đình nhỏ 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 thôi cũng đã như vậy rồi.